Xin chào toàn thể tất cả anh em cùng tất cả các bác trên toàn quốc nhé. Thì hôm nay bên em lại giới thiệu các bác hai con máy Fuse nhé, Fuse 2 với lại con Fuse Neo này. Đấy, và một cục máy Dream Việt nhé các bác nhé, Dream Việt và mấy cục máy Dream 100 hơi gang và một con máy UE 110 nhé các bác nhé. Thì em là Quyết, em Bắc Giang, trực tiếp hai số điện thoại bên em là ba số điện thoại nhé. Anh em nó có Vinaphone anh em gọi xuống, còn Viettel anh em gọi số trên nhé. Anh em nhớ đăng ký kênh nhé. Sau có video nào hay thì bên em cập nhật từ 12 giờ trưa đến 6 đến 8 giờ tối nhé. Anh em để ý xem video, anh em chưa mua được thì anh em cứ like, đăng ký kênh cho nó vui. Để sau anh em có thể mua hàng bên em thì anh em gọi điện cho bên em nhé. Rồi đầu tiên thì bên em đã giới thiệu các bác một con đây. Con này là con Fuse 2 các bác nhé. Đây, quay con Fuse 2 lốc đen. Con này khá đẹp nha các bác nhé. Con này cực kỳ đẹp luôn đấy. Côn zin điện zin vách giữ chơi trẻ. Con này là mã của nó là 2A nha các bác nhé, 2A giá 4 triệu. Con này 4 triệu em bớt được có 100 tiền dầu. Đấy. Nó đặc biệt có cái dòng nó như này các bác nhé. Đặc biệt của cái dòng này là nó giống con đầu bò con Uy Thái nhá, Uy Thái 125. Đấy. Thì nó lắp nó vừa hết cho dòng anh em có con Uy Thái 125i là anh em lắp lên vừa luôn. Đấy. Đây. Con này thì em quay chi tiết nhé. Nó là zin toàn bộ hết nhé các bác nhé. Côn zin điện zin đầu bò chơi trẻ nhé. Đấy, máy cực kỳ ngon luôn. Đấy. Con này thì nó đã sơn lại một chút rồi. Chắc là trước nó hơi bẩn một chút. Chứ còn nó là đều là zin hết các bác nhé. Đấy, máy zin, côn zin điện zin vách giữa trẻ. Đây. Cái này là Honda 125. Đấy, anh em lắp cho Uy Thái 125i. Hoặc là anh em lắp cho Fuse 2. Fuse Channel GP. Fuse Neo từ đời 2006 đến 2010. Đấy, còn anh em lắp phu mập cũng được. Đấy, nói chung là tất cả các dòng Neo. Con này thì nó thiên về để anh em chở hàng. Nó là xăng cơ đúng không nhé. Đây, chế khí Kenhin nhé. Nó là hàng Honda xịn nhé các bác nhé. Đấy. Còn Honda Thái nó có chữ, hoặc là nó có chữ Mitsuba. Còn đây là Honda này thì nó có cái logo của cái này. Đấy, chứ còn vẫn là Honda. Đấy, giá của nó là 4 triệu nhé. Em có bút các bác 100 tiền dầu. Mã của nó là con 2A nhé các bác nhé. Đấy, bên em đều công khai giá tiền và tất cả mọi thứ là em quay đều là chi tiết. Đây này, anh em nhìn này, côn zin này, điện zin vách giữa chơi trẻ, con này quá đẹp luôn. Đấy. Thì Tết giờ thì em bán mấy chục cục rồi, cũng hết rồi. Thì để bên em lại phải đi tuyển cái lô khác, chứ còn hàng thì nó cũng không có nhiều nha các bác nhá. Đấy, nó không có nhiều. Đấy, anh em nào mua được anh em nhanh tay thì còn, mà không phải đợi lô sau. Đấy, 2A giá 3,9 triệu nha các bác nhá. Rồi. Tiếp theo con thứ hai nha các bác nhá. Em giới thiệu hôm nay một mình em quay này là nó hơi trông nó hơi tù mù một chút. Đấy anh em thì em vẫn quay cứ là chi tiết từng bộ phận một. Đấy, đây. Con này là con đấy, thì là cũng giống con máy màu đen kia thôi, nhưng mà nó anh em đây lúc sáng, lúc màu xám nha các bác nhá. Màu xám. Đấy, tất cả mọi thứ đây, đầu bò ống hơi này. Không phải máy lạ cũng có nha các bác nhá. Đấy. Con này thì đây anh em nhìn ốc đây, nó vẫn còn sáng như gần như là cái dòng đời này thì là nó thường nó rơi vào nó từ đời 2016 2017 các bác nhá. Đấy, hàng bên họ nó đời cao. Nhưng mà họ bên đấy. Đây anh em nhìn con lốc con ốc chỉnh côn này, đấy nó còn sáng quắc luôn các bác nhá. Đấy. Tất cả mọi thứ nó đều là ngon hết các bác nhá. Đầy đủ cần đạp, con số, chế khí. Đầu bò zin, đây anh em nhìn này, đấy con ốc này, anh em nhìn thấy quá đẹp, nó con này bẹp một chút, con này bớt em bớt 200, con này là con mã 1A các bác nhá, con này giá em bán 3,8 triệu này, bao ship tận nhà cho các bác nhá, thì theo đầy đủ hết cần đạp, cần số, chế khí, nó đều là côn zin điện zin nhá, vách giữa chơi trẻ nhá các bác nhá, đấy, đây. Cần khởi động cần số đây, khá đẹp nhá, để em quay rất chi là chi tiết đấy, Honda. Đấy, anh em có thể lắp cho dòng phun xăng điện tử rồi từ 2008 đến 2010. Đây còn mấy con em bán hết này. Đấy, mấy con em bán hết rồi. Đấy thì hôm nay thì em quay vài con thôi. Nói chung là một mình em quay thì nói chung nó hơi tối một chút. Đấy, anh em ưng được con này thì anh em mua nhé. Còn con này nó đầy đủ hết đây. Ống hơi đây, đầy đủ hết nhé các bác nhé. Giá tiền của nó thì con này 3,8 triệu đồng bao ship nha các bác nhé. Đấy, anh em à, đây. Những con ốc này anh em nhìn chưa, nó rất là sáng, rất là đẹp. Đấy, nó gần như là
đời cao con này chạy có khi chưa hết một đời nhông này các bác nhìn này. Đấy, chưa hết một đời nhông nha các bác nhá. Máy cực kỳ ngon luôn. Đấy, em chốt được con này 3,8 triệu này. Một tay em hơi khó một chút. Đấy anh em ưng được con này thì là giá mã của nó 1A giá 3,8 triệu nha các bác nhá. Em quay lại tổng thể một chút nữa để cho các bác xem này. Đấy. Là côn zin, điện zin, vách giữa chưa trẻ, đầu bò chưa rớt nha các bác nhá. Đấy, hôm nay về được hả? Mấy con này thì em cũng quay sơ qua. Rồi. Hôm nay thì em bay buổi chiều trưa hôm nay em quay thì tối các bác có thể xem được nhá. Tối thì em lên máy từ 6 giờ tối nhá. Đây. Được con Supreme đời 2009 nhá các bác nhá. Đời 2009. Con này thì giá của nó là 6,7 triệu. Ngày hôm nay em bán cho các bác bớt cho các bác 300. Còn 6,4 triệu nhá. Con này thì nó sẽ đầy đủ hết theo dàn điện này, IC con nạp, con đạp, con số đầy đủ hết các bác nhá. Dây điện xịn luôn. Đây, chế hòa khí lọc gió đầy đủ hết các bác nhá. Con này Supreme đời 2009 hay 2010 này, 9 này. Dòng con này zin hết các bác nhá. Máy zin cam kết lỗ ngon không có khói các bác nhá. Lỗ êm không có khói đây. Đấy, quay đầu bò rất là sáng nha các bác nhá, sáng máy đẹp, cốt nhông dày đây. Cốt nhông gần như 100%, nó đi ít hay nhiều thì anh em nhìn cốt nhông nhá, nó gần như là đạt 100% nha các bác nhá. Con này là mã của nó là H122 nha các bác nhá, H122 giá 6,3 triệu, em bớt con này 400 thì nó ngon được. Còn riêng dòng zin thì là côn zin, điện zin, vách giữa chưa trẻ là ok nhé các bác nhé. Đây, cái dạng căn nia của cái cần khởi động này. Đấy, nó còn rất chi là ok. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, côn zin, điện zin, máy móc lỗ êm nhé các bác nhé. Phụ đề đây, phụ đề Mitsuba nhé các bác nhé. Đấy, Mitsuba. Đấy, đầu bò HVN23 này. HVN23. Đấy, còn quay như này thì em sẽ quay chi tiết. Đấy. Tất cả đều zin, máy móc lỗ ngon các bác nhé. Máy móc đồ ngon, đây phần dưới đây rất là sạch sẽ các bác nhá. Rồi thì em cũng quay sơ qua con này thôi đấy, 6,3 triệu nhá. Tại vì đầu năm này cái dòng máy zin nó rất là hiếm, không còn các bác nhá, rất là hiếm nên là anh em lưu ý, anh em mua được thì anh em chốt nhá. Rồi đây còn một con này thì trước em để giá 4 triệu đây, 4 triệu nhưng giờ 3,5 triệu này, theo đầy đủ hết cần đạp, cần số, treo khí. Anh em lắp cho uây zin tàu nhá. Uây zin tàu hoặc là đây. Honda 100. Nó giống form con gem Thái nha các bác nhá. Côn hai nồi này. Côn hai nồi. Đấy, anh em nhìn này, đấy đầu bò nó cũng còn tin hết các bác nhá. Đầu bò ống hơi. Nó giống con uây Thái 100 nhá. Anh em là hay chơi ấy, thì anh em biết được cái con uây Thái 100 hay cái đầu bò ống hơi này. Đấy. Con này đầy đủ cần đạp, cần số, mang cá, chưa khí nhá. Con này giá đang 4 triệu đây. 4 triệu con này là mã 4A nhá. 4 triệu bán 3,5 triệu cho các bác này. Đây còn hai con này, nó tương tự như nhau thôi. Nó tương tự như nhau nha các bác nhá. Đấy. Thì anh em mua đấy, anh em chốt được thì anh em có thể điện trực tiếp và cọc trước cho em 500.000. Đấy, con này thì giá của nó là 3,5 triệu đồng. Đấy. Côn zin, điện zin, vách giữa chưa trẻ. Con này đời cao nhá, con này đời 2013 ấy. 2013 các bác nhá. Đời 2013. Cái chế của nó là chế Mikuli nha các bác nhá. Em lại không để ở đây. Chế Mikuli hết, là hàng của Nhật Bản đấy các bác nhé. Đấy, côn zin, điện zin, vách giữa chưa trẻ. Rồi thì em kết thúc video đây, anh em có ưng được con nào thì anh em có thể alo trực tiếp cho bên em nhé. Đấy còn đây, bên em còn rất là nhiều máy nhá, lúc nào trong nhà hàng trăm con máy luôn, để giới thiệu đến tất cả các bác cùng tất cả anh em. Uây zin lô này toàn lô uây nhá, anh em là mua zin hoặc là máy Honda 100 thì rẻ, chứ còn những cái dòng kia thì em bán nó khá là đắt, giá tiền nó cao. Đấy thì anh em cứ lựa chọn tham khảo nhá. 2-3 số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em nhé. Rồi thân ái chào tất cả các bác, tất cả anh em.